Hai cái loa JBL, mình cứ tưởng đồ Trung Quốc cơ, nhưng hóa ra đồ rất chất luôn. Một cái thì hỏng pin, nhưng mà khách tự tháo ra nên bây giờ khách bảo này là pin thì mấy trăm nghìn một quả pin này, nó đắt quá. Nên là ấy bảo là chế cho cắm điện trực tiếp để dùng. Còn con này thì cắm không vào sạc, sạc không vào. Hai con giống hệt nhau. Nhưng mà tháo ra biết nó chất nhá. Tháo ra, ui dồi, nhìn cái bo mạch của nó, nhìn nó hầm hố. Nó đây là cho mọi người nhìn, trời, cho mọi người tháo cái này ra cho mọi người nhìn nhá. Nó có bốn cái màng loa, hai cái màng hai bên, như hai màng thì là tạo độ trầm thôi, độ rung thôi, còn đây mình là hai cái loa thật của nó. Hai cái loa này này. 2016. Nó ghi sản xuất đấy. Hai cái loa có ba cái dây vào, nhưng thực ra một cái dây ở giữa là tiếp địa thôi. Không biết là nước nào sản xuất cái này đây, nhưng mình không rõ là có phải Trung Quốc không, nhưng mình thấy nó rất là chất luôn. Pin 3,7V nó vào đây, nhưng mà chắc chắn là qua bộ lưng áp rồi. Lưng áp lên một cái điện áp cao hơn thì đánh nó chống nó mới khỏe. Nó sử dụng con IC âm thanh ở trong cái chỗ này này. Đây này, đó, IC âm thanh đấy. Thì chắc chắn có IC âm thanh đấy, nó sẽ chạy nguồn cao hơn nguồn 3,7V rồi, thì nó mới đập chống nó mới khỏe các bạn ạ. Vo này chắc là vo Bluetooth. Nó có một cái cáp kết nối từ điểm này vòng dài sang bên cái này, sau đó nó đi qua cái này, nó đi sang vị trí này và nó đi lên cái giải này, là nút on up và nút hiển thị pin. Nhưng mà do tháo ra chả biết lôi kiểu gì nó đứt mất rồi. Tháo pin ra, pin thì ghi nơi sản xuất, ghi pin này, pin này năm 20, pin mà mua mấy trăm 300 nghìn quả pin này, đã từng thay cái này hay cái nào ấy, nên bảo thôi đấu trực tiếp để dùng. Vâng ạ, thì đấu trực tiếp thì đơn giản thôi, đó là cắm vào đây nhá, thì hai cái đỏ là dương, hai cái đen là âm, cái giữa chắc là cái cảm biến hay cái gì đấy, thì mình cứ đấu dương âm ở đây và làm quả 5V 2A chơi thẳng vào đây, thì là 3,7V, bây giờ pin này đầy thì nó là 4V 2, nhưng mà 5V thì càng tốt thì cái mạch búc này nó càng, mạch lưng áp này nó càng nhẹ tải, tức là cái năng lượng đầu vào nó cao ấy, nên tóm lại là cứ tương 5V vào đây là nó lưng áp lên là cấp cho là chạy mầm các bạn ạ. Đó, con này thì vừa cắm sạc thì không thấy có điện gì cả, nhưng mà bật thì nó vẫn lên. Đấy, bật nó vẫn lên. Còn con này nó có cái may ấy, là bị đứt cái này, nhưng cứ cấp điện cái là nó on được luôn. Đó, thế đây, chứ không thì phải ấn on nó mới lên, ấn on ở đây này. Nên là bây giờ mất hết đèn này nhưng chả làm gì được, chả lối được. Cái cáp rất dài luôn, từ bên này đi gầm gầm qua bo mạch đi sang bên này, rồi đi chui qua con quả pin, nó nằm như này mà, nó đây là cái lỗ khai được pin này để nó cắm vào đây ấy. Thì nó đầu nó lại đi sang cái kiểu này kiểu gì để nó lên đây, mình thấy có vết trắng ở đây là bị đứt này, trắng này, cái cáp này lắp đấy, nhưng không hiểu nó vòng kiểu gì, có lẽ nó lắp pin vào sau nó mới lắp cái này à, không hiểu nên không để ý, tháo ra thế là đứt mất rồi. Nhưng mà may quá đang ở chế độ là khi đứt thế nó luôn ở chế độ on, thế nên do đó mà bật Bluetooth ở đây được, tăng giảm ở đây được, vẫn ok các bạn ạ. Nên cứ cắm điện đây, mình đang định chế cái dây này vào thôi, sẽ đục qua một cái lỗ ở đây đưa xuống pin luôn, định lấy qua cái sắc cái ấy này, nhưng mà cái USB này, nhưng mà cái USB này nó cũng chân chân cắm nguồn chân cắm pin này sạc này, nhưng nó cũng hỏng rồi nên độ đầy cho nó dễ. Một tí nữa chúng ta sẽ tham khảo cho nó đập như nào nhá. Cách tháo của nó này là chúng ta sẽ lựa tú vít, là chúng ta cạy cái tấm này ra trước, cạy tấm này ra trước này. Sau khi chúng ta cạy cái tấm này ra rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy có ốc ở những cái khe như này này, khe này này, chúng ta thay ốc đấy thì cho sẽ bửa được cái nhựa này, cái nhựa của cái kia nó vỡ hết rồi, cho khách cạy ra nó vỡ, nó bong hết ra này. Nó có những con ốc ở đây này, đây này, đó, chúng ta cạy ốc đây, chúng ta sẽ tháo được cái nhựa này ra. Sau khi tháo được cái nhựa này ra rồi thì chúng ta sẽ, nó rất nhiều ốc, chúng ta sẽ lắp tháo hai cái màng cộng hưởng ra hai bên, là chúng ta sẽ biết tháo tất cả những cái thứ khác nhé các bạn nhé. Đấy, cách tháo thế, tóm lại là cạy cái này ra trước. Con này đây nó không vào sạc này, vẫn lên điện bình thường, nhưng mà chân sạc hỏng rồi, chân sạc đang gãy bên trong, kiểu chân này hay hỏng lắm nên bây giờ phải thay. Đấy, cắm chả có đèn báo chứ, à đây có đèn báo đây này, như vậy là có sạc được này, thôi cứ kệ thôi. Nên tại sao lại đem lên? Đó, cắm ok, thế như vậy là cái sạc của người ta bị hỏng à? Người ta cắm của mình, đây là cái dây của người ta này, dây người ta đang dùng là
bằng cái cục sạc của iPhone. Đấy, ở đây vẫn lên. Vừa nãy em cắm không lên mà nó nhìn thấy nó mẻ hết chân này rồi mà. Chắc là cái chân này bị mẻ nên nó lúc tiếp nó không phải thay cho người ta luôn này. Quá các bạn. Hỏng tháo ra rồi. Ốc trắng xóa chân. Hóa ra nó có cái rãnh này giữ này. À, có cả keo nữa, thảo nào tháo rất khó. Hộp ở đây này. Hộp IDL ở đây này. Cái này tháo ra mình thay chân sạc các bạn ạ. Chân sạc nó đang bị mẻ ở trong này, nên lúc được lúc không. Như vậy là cùng một mẫu nhưng mà hai kiểu tháo khác nhau. Con này tháo chân sạc là một cái con ở đây, nhưng riêng con này muốn tháo ấy là tháo cái mặt trên này ra. Đó, nó này khác nhau khác nhau hoàn toàn các bạn ạ. Cẩn thận nó đứt cáp. Và muốn lôi được cái này ra để thay chân sạc ấy là phải tháo cái mặt bên này ra, thì bắt đầu nó có cái dây dài, mình lôi dây ra thì mình lôi được nó ra. Mình đang tháo ra để mình thay chân sạc con này mà. Định chơi mỡ nó rắn nó là lấy luôn cái cổng chân sạc của cái này xế chạy trực tiếp ấy. Nhưng mà cái con này nó cũng mẻ. Và không hiểu sao do nó thiết kế nó đổ silicon kín hết để nó phần chống của nó kín khí các bạn ạ. Kín khí luôn để cho nó đập nó tốt đấy các bạn ạ. Đây là cho mọi người tham khảo cái chân của nó này. Cố gắng lấy nét nhá. Sạc ấy thì nó sẽ là cái chân bên này và chân bên ngoài này, chân bên ngoài đang mẻ rồi. Nó là dương âm của 5V ấy, nó mẻ mất rồi. Độ rồi, chả có cái chân dày như này. Đây đang lấy cái chân thông dụng. Nó thế này nó mỏng hơn một chút nhưng sẽ độ nó vào được. Đúng bước chân luôn. Độ lại tức là hàn lại trên mên này, nhưng mà sau đó là cái vị trí nhựa nó sẽ khác, nên phải cắt cái vị trí nhựa để cho nó nồi được cái này, tức là lắp vào nó sẽ thấp như này này. Độ thôi, không làm gì được. Đây là cái chân mới mình hàn. Lựa hơi lệch để ra được 4 cái lỗ. Đó. Nhưng mà cắm phát sẽ bật ngay nha. Nhưng mà cái chân cũ này này nó lại đúng là cái đồ xịn, nó có cái ốp ở giữa để giữ đó, nên đây là cái chân hỏng bỏ nó đi. Bây giờ sẽ tận dụng đúng cái ốp này để ghi nó xuống để giữ cái chân mới này lại các bạn ạ. Ốp vào tất nhiên nó hơi mỏng nên phải lựa kê một cái gì ở đây nữa mọi người nhá, phải tận dụng đúng cái này luôn để ốp để giữ. Đây bắt đầu làm đấy, sửa chữa đôi khi. Và chúng ta sẽ thấy thiết kế rất ok nha. Nó sẽ đẩy nó sẽ bong ra mà. Nhưng mà cái chân này nó sẽ ốp, nó sẽ giữ. Thì sẽ không bao giờ bị bong ra luôn. Chỉ có hỏng chân bên trong chứ là không bay ra được. Đúng là thiết kế xịn hơn của Trung Quốc hay của các loại điện thoại. Chèn thiếc vào. Nó muốn lưng lên nó sẽ giữ lại luôn. Có rời ra. À, nó cái chân này nó có 5 chân nha. Thì một chân không sử dụng. Chân bên ngoài này là GD, chân bên kia là 5V. Còn hai chân tiếp theo ấy thì nó là chân truyền dữ liệu hay sao ấy các bạn ạ. Nó cũng có sử dụng đây nhưng mình vẫn lắp đúng ok luôn. Đó, như vậy là đã độ được một chiếc chân rất thông dụng và một cái chiếc chân rất độc và lạ. Và như này này khá rất là ổn đấy các bạn ạ. Nó chỉ khác ấy là cái chân này thấp xuống phải cạo nhựa đây, tí là phải cạo nhựa các bạn ạ. Như này nó ép này nó sẽ lưng lên, nó sẽ giữ ở đây. Là phải bay hết cả mạng thì nó mới bay được. Ok nhá, chân mới nhìn chúng ta sẽ nhìn thấy nó nằm cái tiếp điệp đồng bên trong rất là xịn luôn. Cắm rất ok luôn. Đó. Cố tình là chỉ hàn ở giữa ấy, bởi vì là cái chân này nó có hai cái răng này. Để nó vào hai cái khe đấy.
không cho thiếc vào vị trí cái khe đấy. Ngon luôn, ok. Lắp lại thôi. Đấy, nó hơi lệch thấp về đằng này một chút nhưng mà chẳng chẳng vấn đề gì đâu các bạn ạ. Kia có cả cái tem ngày tháng bán năm ở đây ghế thật đấy. Và bây giờ sẽ test sạc này. Hiện tại là đang là không oát nhá. Cắm vào này. Đấy, đèn báo này, ăn được 4W sạc rồi nhá. Ok. Nó đang nhấp nháy cái đèn này, chắc nó đầy nên nhấp nháy đèn trên này, bởi vì nó cái đồ này nó hết điện nên người ta để lâu rồi mà. Đấy, tiếp tục xong lao nào, chế lốt con này nữa. Chế cái này thì thôi lấy sẵn cái dây này của mình luôn. Chế nó từ đây lên luôn. Các bạn ạ. Lấy quả sạc của con iPhone vứt đi, nó bị hỏng chân của ông anh trai đi, dây rất xịn luôn. Cái này cắt đi hơi phí. Thì thường nó sẽ là màu đỏ và màu đen là dương 5V đấy các bạn ạ. Mình thử nhá. Chả cần đo, thử bằng cái bóng đèn này. Ui dồi, ôi trời ơi. Hai tư vun, 3W này. Đấy, sáng đỏ đỏ. Có sáng đấy các bạn ạ. Thì như vậy là đúng chiều nó lên lên đến 8W luôn. Ok. Như vậy là cắt bỏ những cái dây còn lại. Đó là ra hai dây tín hiệu mà. Đó, mình sẽ câu dương âm vào đây thôi. Mình dùng quả sạc 5V 2A mình tự chế này để đập xem nó thế nào. Con IC khuếch đại âm thanh ấy, nó sẽ có cột L để xuất áp ra, thì mình đoán nó là hoạt động theo cái nguyên lý Class D. Class D nó mới tiết kiệm năng lượng các bạn. Nó như là khuếch đại tín hiệu số ấy. Tức là tín hiệu analog được chia ra thành những cái bit số, sau đó là nó được khuếch đại bằng những con MOSFET bên trong. Đó, phải chui qua lại trước các bạn ạ. Đây này, cẩn thận cho nó kín thì cho cái keo 704 ở đây để tạo độ kín các bạn ạ. Nào, kín không nó hở hơi nên là đập cung không tốt thì kệ nó đây, tí nữa mình bôi đường bên này cũng được. Cái thể loại này thì nó có cái hai cái này xa nhau thì nó là như này đúng luôn, phải hai cái dưới để bắt ốc mà. Con này họ tự cạy ra bong bẩn quá nhưng mà vẫn nghe đỉnh. Tóm lại là đây là hai cái loa, nó sẽ đẩy ra thì nó sẽ làm cho cái này nó thụt lại các bạn ạ, rồi cái đấy nó lại thụt vào thì nó lại đẩy ra, nó tạo cộng hưởng các bạn nhé. Và nhà sản xuất họ tính toán là thiết kế rất kín để mục đích của nó là làm sao cho nghe được hay nhất. Là bây giờ sẽ test cái này trước xem nào. Mình vừa kết nối Bluetooth với điện thoại của mình rồi. Đó, may mắn là đứt nhưng mà vẫn ở chế độ on được luôn nhá. Đứt cái đường lên pin kia ở đây rồi các bạn ạ. Nó không như con này là vẫn còn này. Đấy, nó báo nó kết nối với máy của mình luôn rồi đấy. Tăng lên này. Bây giờ mình sẽ mở nhá. Mở trên cái Facebook của mình thôi. Nó có mấy cái điệu nhạc hôm qua đi. À đấy, lại kể chuyện về đôi bò, đôi mẹ con nhà bò. Chiều qua đi tập thể dục. Đây này. Hết mất rồi, có đoạn đây mà. Mình chế có đoạn nhạc đây để quay lại nhá. Đang chạy trực tiếp nhá, rút ra cho mọi người tham khảo. Lại nhá. Đấy, bắt đầu nó bắt lại này. Đấy, nó bắt được rồi. Lại nhá. Này, kể với đôi bò, đôi mẹ con nhà bò này nhá. Con bò này mới đẻ được 19 ngày thôi các bạn ạ. Con bò này này, con bê ấy, nó mới đẻ được có 19 ngày thôi. Nên là cái thằng cu trong làng mình nó bảo là nó mua bò, nó mua con bò này ở làng Yên Linh. Tức là cách vẫn trong xã Hiền Linh nhà mình thôi.
Tức là cái chủ nhân của con bò mẹ cái kìa là đi lấy giống nhưng mà cứ nghĩ là con bò mẹ nó bị sổi nó không đẻ. Nó bị sổi nó không đẻ thế này đi bán rẻ. Thế là cái thằng này nó đến nó nhìn nhận thế là nó mua. Nó mua hay là nó mua nó cũng không nghĩ là con bò mẹ này đang có bầu đâu, đang có chửa đâu. Thế là nó mua về được 2 tháng thì con bò mẹ chuyển dạ và đẻ được ra con bê con này. Thế nhưng cuối cùng hóa ra mua bò và cái người chủ trước ấy thì cứ nghĩ là bò bị sổi tức là không đẻ được. Thế là bán để mua bò giống khác để nuôi. Cuối cùng bán cho cái thằng này nó về nó bảo là được 2 tháng thì bò chuyển dạ đẻ, thế là con bò này mới đẻ được 18 ngày. Đấy buồn cười lắm, cuộc sống là của thôn quê là thế đấy. Nó là những con bò, nó là bò lai thôi các bạn ạ. Tôi đưa người đi bước chân vào mùa chiều nhẹ mưa mây hay buông giăng hoa mưa trên đường đôi mây xanh màu hồng. Thôi lấy cái nhạc này cho nó đỡ bị bản quyền. Đó, mình chuyển sang cái kia nhá, cái này coi như nó ok nhá. Chuyển qua đã để rút cái này ra để bắt đầu kết nối với cái này. Sạc từ nãy giờ chắc được ít rồi đấy. Bỏ nó đi nhá. On này. Bây giờ lại phải tìm kiếm lại. Hai cái giống nhau nhưng chắc kiểu gì mã nguồn nó khác nhau, mã Bluetooth nó là khác nhau mà. Ghép nối thiết bị khác nhá. Bật Bluetooth này. Xem nó ra thiết bị mới không. Đấy đã ra này. JBL Flip. Ghép lối. Đã xong nhá. Lại mở con bò nhá. Chúng ta nhìn nhá. Mình bấm to nhỏ ở đây này là nó to nhỏ trên màn hình điện thoại mình luôn. Tức là trong kết nối Bluetooth ấy là cái thiết bị này nó có thể điều khiển được cái điện thoại của mình luôn. Các bạn nhá. Nếu mà có nút Fly chạy ở đây thì nó cũng điều khiển được luôn các bạn ạ. Cho nó lại cái đoạn nhạc này chỉ có một đoạn thôi mà. To này. Ô, nó báo cái gì ấy? À, người gọi các bạn ạ. Như vậy là chiếc loa JBL này theo mình nhìn nhận thì khá là chất. Nó chất từ đến cái sạc đến chân sạc luôn. Và thay của nó thì cũng chân sạc của nó khá là chất. Chất từ cái ôm để giữ đấy các bạn ạ. Thôi video kết thúc nha. Chào các bạn.